Vâng, xin mời chị. Vâng, xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Cảm ơn cô MC xinh đẹp Tạ Yến. Cảm ơn lời chia sẻ rất là tuyệt vời của cô. Cảm ơn Lâm Lan Anh. Hôm nay thật là tuyệt vời. Cảm ơn cô Phụ nhỉ, cô Bạch Cúc. Nghe những lời tâm sự của cô, thực sự là cháu rất là ngưỡng mộ cô. Và đây cũng chính là một cái câu chuyện truyền cảm hứng thực sự là rất là quý. Cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Vâng, đang xin được chào tất cả quý chị và các bạn có mặt trong buổi webinar ngày hôm nay. Lời đầu tiên, đang xin được gửi lời kính chúc quý chị và các bạn buổi tối năng lượng và hạnh phúc. Vâng, có năng lượng là có ngân lượng đúng không ạ? Mặc dù là rất là tối, 9 giờ rồi, nhưng mà chúng ta đang có mặt ở đây 67 người, vô cùng tuyệt vời. 80% tâm lý năng lượng của chúng ta sẽ quyết định thành công và 20% là chiến lược đấy ạ. Chính vì vậy mà chúng ta hãy dành tất cả năng lượng cho cái buổi đào tạo ngày hôm nay. Vâng, trước khi đi vào nội dung chính thì Đào xin được tự giới thiệu bản thân. Tên đầy đủ là Đào Thị Hằng, hiện tại là thành viên hội đồng lãnh đạo của New, đang giữ cấp bậc phó chủ tịch trong chương trình đối tác cộng đồng người New, thành viên Hiệp hội vì hòa bình thế giới, đã tốt nghiệp Master Profi, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong kinh doanh truyền thống và hiện tại đang là doanh nhân và là nhà đầu tư. Vâng, trước khi đến với Học viện Đầu tư cũng như là tập đoàn New thì Đào Hằng cũng có một cái công việc, đó là gì ạ? Làm công ăn lương. Hơn 20 năm công tác trong một doanh nghiệp nhà nước rất là nổi tiếng trên 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 địa bàn tỉnh cũng như là trên toàn quốc. Và cũng song song đó thì có 10 năm làm chủ doanh nghiệp, nhưng thực sự cuộc sống của Đào Hằng không có sự thay đổi vượt bậc mà nó còn làm cho Đào Hằng rất là chật vật vất vả vì sống trong cái dòng chảy của dòng dòng chảy dòng vận hành của người nghèo và người trung lưu, đó là luôn luôn vay ngân hàng và luôn luôn phải cắm đầu cắm cổ để hàng tháng trả gốc và lãi cho ngân hàng. Chính vì vậy mà Đào đã nghỉ công việc làm công ăn lương và tập trung học phát triển bản thân. Và qua các buổi học phát triển bản thân và đọc đọc rất là nhiều cuốn sách của người giàu, đặc biệt trong đó có cuốn sách của người giàu có nhất thành Babylon và sách của tác giả Robert Kiyosaki Dạy con làm giàu, thì Đào Hằng đã may mắn có một cái tư duy mới, đó là tư duy về đầu tư. Và thực sự khi có tư duy về đầu tư rồi cũng không khiến cho Đào Hằng cảm nhận thấy là mình đã đang đầy đủ và Đào Hằng khao khát có kiến thức làm thế nào. Bởi vì trong lúc Đào Hằng có tư duy về đầu tư rồi thì Đào Hằng cũng không có tiền. Đây là một cái điều đặc biệt đối với Đào Hằng và rất là may mắn. Thực sự là rất là may mắn khi đã trở thành nhà đầu tư của New là do sự khao khát, và điều đó đã thực sự mỉm cười với Đào Hằng khi trở thành thành viên của New. Ở đây Đào Hằng học được rất là nhiều kiến thức vô cùng tuyệt vời từ Học viện Đầu tư Tư nhân. Như quý anh chị và các bạn đã nghe Lâm Anh nói về sứ mệnh của tập đoàn Minh đúng không ạ? Phân phối cân bằng của cải, giúp cho mọi người thịnh vượng và hạnh phúc và hiện thực hóa ước mơ. Và làm thế nào để đạt được điều đó thì học thì tập đoàn Minh của chúng ta có ba giường cột chính, đó là giáo dục thông qua Học viện Đầu tư Tư nhân và dùng công cụ kinh doanh MLCI để lan tỏa, giúp cho mục tiêu của chúng ta là giúp cho 15 đến 30% người dân trên toàn thế giới có kiến thức về tài chính. Cái kiến thức về tài chính này thì đã được chính tác giả chủ tịch Andrei Kotov của chúng ta đã áp dụng thành công. Thành công ở đâu ạ? Thành công ở chính trong cái chương trình crypto với một cái vốn hóa là 26.000 đô. Thì sau 5 năm, chủ tịch của chúng ta đã tạo ra một cái vốn hóa là 12 triệu đô. Và 12 triệu đô này sau 1 năm rưỡi đã tăng trưởng lên 477 triệu đô. Đúng không quý anh chị và các bạn? Nếu đúng như vậy thì hãy cho thật nhiều dấu cộng vào mục chat ạ. Và tiếp theo sau đây thì Đào Hằng xin được đi vào nội dung chính của buổi đào tạo ngày hôm nay. Thực sự rất là vui, rất là cảm ơn quý chị và các bạn đã đang có mặt ở đây giúp cho Đào Hằng có cơ hội được chia sẻ chương trình giáo dục tài chính cơ bản.
Ở đây có 8 nguyên tắc của nhà đầu tư, và thứ tiếp theo chúng ta sẽ được biết đến kế hoạch tài chính và bí mật vốn hóa. Tiếp theo bạn cần làm gì để sống một cuộc đời hằng mong ước trong 3 tháng tới? Hành động của bạn là gì và các bước tiếp theo? Và bạn kỹ thuật chuyển slide giúp cho Hoàng ạ. Vâng, tại sao chúng ta cần phải học kiến thức về tài chính đúng không ạ? Đối với Đào Hoàng, cái việc mà câu hỏi đặt ra ở đây không phải bạn kiếm bao nhiêu tiền, mà cái điều quan trọng ấy là bạn có đủ kiến thức tài chính để kiếm tiết kiệm và làm sinh sôi số tiền của bạn đã khó nhọc mới kiếm được không? Quý chị và các bạn có đồng ý quan điểm là cái điều mà tiết kiệm được tiền và gia tăng cái số tiền rất là nhỏ của mình thôi, để làm sinh sôi và có thể làm di sản lại cho con cháu, đấy mới là điều quan trọng. Nếu như đồng ý với điều đó thì hãy cho thầy thừa dấu cộng vào phần chat ạ. Vâng, xin bộ phận kỹ thuật cho Đà Hằng slide 3 dòng chảy tài chính. Và ở đây cũng giống như kim tứ đồ trong xã hội của chúng ta thì có bốn nhóm người tạo ra của cải đúng không ạ? Và trong bốn nhóm người đó thì có 3 dòng chảy tài chính. Và Đoàn sẽ đi từng dòng chảy một để cho quý chị và các bạn hiểu được rằng là mình đang thuộc dòng chảy tài chính nào. Thứ nhất đó là dòng chảy tài chính của người nghèo. Đối với một người có dòng chảy tài chính này á, là người ta có thu nhập nhiều hay là ít, nhưng họ cũng chi tiêu hết và không để lại tiết kiệm gì cho mình, thì đây là thuộc dòng chảy tài chính của người nghèo. Và dòng chảy tài chính thứ hai đó là dòng chảy tài chính của người trung lưu. Ở đây dòng chảy tài chính của người trung lưu họ cũng đã đảm bảo chi phí thu nhập của mình, nhưng họ tiết kiệm được một khoản và họ nghĩ đến việc lên kế hoạch mua xe sang và xây nhà. Với cái khoản tiền chưa đủ đó, họ bắt buộc họ phải vay bằng vay ngân hàng, và cái khoản vay ngân hàng đó họ đã tự mua cho mình, đó là cái tiêu sản. Hàng tháng phải tập trung lao động vất vả để tăng thêm thu nhập cho mình để làm gì ạ? Để trả vào cái vốn lãi đó và lãi vay đó. Chính vì vậy mà họ luôn luôn phải lao động chật vật vất vả. Nếu như bình thường công việc ổn định thì cũng có thể không vấn đề gì xảy ra. Như ví dụ như dịch bệnh COVID-19 thì rồi rất là nhiều người mất mất việc, chính vì vậy mà nó sẽ có một cái bối rối trong tài chính. Và cái điều này sẽ dẫn đến cái gì ạ? Luôn luôn sống trong vòng quay của nợ nần, và luôn luôn sống giống như là như Đào Hoàng trước đây là giật gấu vá vai, thực sự là không cảm thấy thoải mái một chút nào. Đấy là chính là dòng chảy tài chính của người trung lưu. Và cái thứ ba nữa đó là nhóm dòng chảy tài chính của người giàu. Dòng chảy tài chính của người giàu ở đây họ cũng chỉ là gì ạ? Xuất phát điểm có những người có thu nhập rất là thấp và họ cũng đã biết tiết kiệm cho mình 10% đến 30% thu nhập và quản trị cái thu chi của mình, và họ đã biết cách đi đầu tư vào các tài sản. Những cái tài sản đó để tạo ra các cái tài sản, các cái lợi nhuận mà họ không phải lao động vất vả cực nhọc. Họ đã biết mang tiền đi kiếm tiền và tạo ra các cái tài sản để tạo ra các cái nguồn thu, và họ tạo ra rất là nhiều nguồn thu. Khi họ đã đầy đủ rồi thì lúc đó họ mới bắt đầu mua nhà đẹp, xe đẹp và đảm bảo cuộc sống cho gia đình thoải mái, và lúc đó họ có thể chi phí vào các cái khoản tiêu sản cho bản thân mình, cho gia đình. Đó là dòng chảy tài chính của nhà giàu. Đang xin phép được hỏi quý chị và các bạn ở đây, qua ba cái dòng chảy này thì quý chị và các bạn có cảm nhận là mình phải vận hành cái dòng tài chính của mình là thuộc dòng chảy tài chính của nhà giàu không ạ? Nếu đồng ý với Đào Hằng thì cho thật nhiều dấu cộng vào một chat ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Cảm ơn quý chị và các bạn rất là nhiều. Và ở đây là một cái mô hình sẽ giúp cho tất cả quý chị và các bạn hiểu được
các cái danh mục đầu tư của nhà nghèo, trung lưu và danh mục đầu tư của nhà giàu khác biệt như thế nào? Ở đây quý anh chị và các bạn nhìn trong cái danh mục đầu tư của nhà nghèo và trung lưu thì họ chỉ tập trung thời gian công sức, thời gian công sức để tạo ra các cái khoản lương cố định cho mình. Và khi nghỉ hưu thì họ có lương hưu. Như vậy là họ có một cái nguồn thu nhập nhất định thôi, đúng không ạ? Như Đào Hoàng cũng đã phân tích với tất cả mọi người, nếu như trong gia đình có một ai đó có một cái bệnh nan y thì cực kỳ là vất vả, cực kỳ là bối rối. Và lúc đó lại phải đi vay mượn xong rồi gì ạ? Cứ chưa đến lương đã phải đi trả rồi ạ. Đấy, đây là một cuộc sống thực sự là khó khăn, đúng không ạ? Đây là danh mục đầu tư của nhà nghèo và người trung lưu. Còn đối với danh mục đầu tư của nhà giàu thì họ ngoài các cái khoản lương và các cái khoản lương đó thì họ đã biết đầu tư, mang tiền đi đầu tư vào các thứ gì ạ? Giáo dục này, bảo hiểm này, lương hưu, lương và lương hưu. Ngoài khoản lương và lương hưu thì họ còn có cả sở hữu IPO, có nghĩa là sở hữu doanh nghiệp, cổ phần doanh nghiệp. Và họ đã biết đầu tư vào chứng khoán, sở hữu chứng khoán. Ví dụ như chúng ta trước đây nếu như biết sữa Vinamilk, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần đầu tư một chút thôi thì hiện nay chúng ta có các cái khoản thu nhập thụ động rất là lớn rồi, đúng không ạ? Vừa tăng trưởng được giá trị của cổ phần và lại có các cái khoản thu nhập từ lợi tức, đúng không ạ? Đó, và họ đã biết đầu tư vào bất động sản, vào chương trình crypto, vào vàng và các quỹ tương hỗ khác. Ở đây họ chỉ có gì ạ? Một khoản lương và lương hưu thôi, nhưng họ đã tạo ra rất là nhiều nguồn thu nhập khác nhau mà họ không phải trực tiếp lao động. Quý anh chị và các bạn có cảm thấy đây là một điều vô cùng tuyệt vời không ạ? Nếu cảm nhận đây đúng là một cái điều tuyệt vời thì hãy cho thật nhiều dấu cộng vào phần chat. Và để muốn dịch chuyển của một người trung lưu, người nghèo sang dòng vận hành của người giàu thì chúng ta sẽ phải có kiến thức. Để đây chính là con đường nhanh nhất, ngắn nhất và tốt nhất để cho chúng ta đạt được cái điều như mong ước, như chúng ta hằng mơ ước, đúng không ạ? Và tiếp theo sau đây là chúng ta sẽ đi vào 8 nguyên tắc của nhà đầu tư. Đây chính là cái công thức mà tất cả những người như Đào Hằng và rất là nhiều người đã tham gia đồng hành từ tập vấn từ thời điểm đầu cho đến bây giờ đã thấm nhuần 8 cái nguyên tắc đầu tư này và đã có những cái kiến thức này và đã thành công rất là lớn trong tài chính. Thứ nhất thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các thuật ngữ tài sản và tiêu sản, độc lập tài chính và tự do tài chính, và các cái khoản đầu tư khác với đầu tư như thế nào. Và cái nguyên tắc thứ hai đó là 5 yêu cầu của nhà đầu tư. 5 yêu cầu này, 5 yêu cầu bất biến không thể thay đổi được. Vâng, cái nguyên tắc thứ ba đó là kế hoạch tài chính. Thứ tư là đa dạng hóa. Thứ năm là duy trì kỷ luật đầu tư. Không, thứ sáu là không tham lam và lười nhác. Thứ bảy là luôn học về đầu tư. Và thứ tám là luôn học tăng thu nhập. Và tiếp, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào nguyên tắc thứ nhất, đó là hiểu các thuật ngữ tự do tài chính khác với độc lập tài chính và khái niệm về tài sản và tiêu sản và các khoản đầu tư khác với đầu tư như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào khái niệm độc lập tài chính là gì và tự do tài chính là gì. Vâng, với chi phí hàng tháng của bạn là 1.000 đô nhân với 12 tháng và nhân cho 10 năm thì chúng ta sẽ có một cái kết quả đó là 120.000 đô. Và đây chính là tổng số tiền cần để sống ở mức độ hiện tại trong vòng 10 năm. Với một cái số tiền là 120.000 đô này, chúng ta sẽ sống trong vòng 10 năm và cuộc sống của chúng ta không thay đổi, không bị xuống cấp. Đó chính là độc lập về tài chính. Chúng ta không phụ thuộc vào ai, chúng ta vẫn thoải mái chi phí cho mình trong vòng 10 năm. Đây chính là độc lập tài chính, được định nghĩa là tài sản hiện tại mà một người đang có
Đó là tình huống khi một người có thể chi phí cuộc sống hàng tháng và sống như thế trong vòng 10 năm liên tục mà chất lượng cuộc sống không xuống cấp. Quý anh chị và các bạn nhớ rõ nhé, không phụ thuộc vào ai trong vòng 10 năm, thoải mái chi phí cho mình. Đó chính là độc lập tài chính. Còn tự do tài chính là gì? Vâng, cũng một cái số vốn như thế là 120.000 đô la đó, nhưng chúng ta mang đi đầu tư với lợi nhuận là 10% mỗi năm thì chúng ta sẽ nhận được cũng con số là 1.000 đô mỗi tháng. Trong trường hợp này bạn có thể không cần làm việc trong nhiều năm mà không giới hạn. Và cái khoản lợi nhuận đó giúp cho chúng ta chi phí hàng tháng đúng không ạ? Nhưng cái vốn ban đầu bỏ ra là 120.000 đô đó chúng ta vẫn giữ được. Đây chính là tự do về tài chính. Như vậy thì giữa độc lập tài chính và tự do tài chính rất là khác biệt nhau đúng không quý vị anh chị, đúng không ạ? Tự do về tài chính thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm sao vừa giữ được vốn mà có các cái khoản thu nhập thụ động hàng tháng giúp cho chúng ta thoải mái chi phí đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta có muốn được tự do về tài chính không ạ? Nếu chị và các bạn muốn tự do về tài chính thì cho thật nhiều dấu cộng vào một chat ạ. Vâng, xin chào, xin cảm ơn rất là nhiều. Muốn tự do về tài chính, con đường nhanh nhất, ngắn nhất và tốt nhất là chúng ta phải biết phân biệt tài sản và tiêu sản, đúng không ạ? Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta sẽ phải biết đến các một chút nữa thì làm sẽ các cái hạng mục đầu tư và đầu tư như thế nào để cho chúng ta đạt được về tài chính, tự do về tài chính nhanh nhất. Ok, ở đây thì tài sản chúng ta sẽ phải phân biệt. Lý do tại sao người giàu người ta hay tập trung vào tài sản? Bởi vì tài sản là những nguồn có giá trị kinh tế mà một cá nhân sở hữu hoặc kiểm soát với kỳ vọng rằng chúng sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai. Đây chính là tài sản. Và tiêu sản có nghĩa là sao ạ? Tiêu sản là chi phí của bạn. Cái tiêu sản này nó sẽ giúp cho mình luôn luôn bị thiếu thốn này, phải chi phí nhiều, phải thiếu thốn này. Còn cái tài sản thì giúp cho mình gia tăng cái tài sản của mình lên. Hôm nay có 1 đồng thì ngày mai nó sẽ tăng lên 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng. Đó chính là tài sản và tiêu sản. Quý chị và các bạn phân biệt và tránh xa tiêu sản và hãy tập trung vào tài sản. Vâng, nếu như ai ở trong đây đã biết tập trung vào tài sản thì hãy cho thật nhiều dấu điểm 10 để chúc mừng các bạn đấy ạ. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ phải tìm các cái công cụ đầu tư nào mà nó đảm bảo an toàn về vốn và lại có lợi nhuận cao nhất, đúng không ạ? Ở đây thì tập đoàn của chúng ta đã có hơn 50 xu hướng đầu tư khác nhau và trong đó có 20 phân khúc thị trường. Và hiện nay cái chương trình crypto unit của chúng ta đang được vận hành như thế này ạ. Đang được vận hành đầu tư vào các cái công cụ này để gia tăng được cái vốn hóa khổng lồ như ngày hôm nay. Ở đây tiết kiệm ngân hàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, đồng sở hữu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ ba đó là các công ty bảo hiểm, đầu tư vào các công ty bảo hiểm. Thứ tư là các quỹ đầu tư. Thứ năm đó là cổ phiếu, hợp đồng tương lai, tùy chọn trái phiếu, forex và các khoản đầu tư lợi nhuận cao, đồ cổ, bất động sản, kim loại và đá quý, quản lý, ủy thác. Vâng, kim loại và đá quý, vàng này đã giúp cho tập đoàn của chúng ta trong thời gian dịch bệnh vừa rồi gia tăng rất là nhiều về vốn hóa, đúng không ạ? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đầu tư như thế nào để giúp cho chúng ta có những cái thu nhập cao nhất, đúng không ạ? Đây quý anh chị và các bạn để ý này, vừa rồi chúng ta tìm hiểu đó là gì ạ? Các cái công cụ đầu tư, đúng không ạ? Các cái công cụ để cho chúng ta đầu tư. Và đây chính là cái điều mà chúng ta phải mang tiền đi của chúng ta đầu tư vào các cái công cụ đó. Đây chính là đầu tư. Quý anh chị và các bạn nhìn cái ví dụ này, hãy tưởng tượng bạn có 10.000 đô để đầu tư tính vốn hóa hàng tháng trong 20 năm tới.
20 năm với phần trăm lợi nhuận hàng năm khác nhau nhé. Nếu 12% mỗi năm thì sau 20 năm chúng ta sẽ có một cái số tiền đó là 110.014 đô, đúng không ạ? Với lãi suất 15% một năm thì sau 20 năm chúng ta có 199.619 đô. Với lãi suất 18% mỗi năm thì chúng ta có 361.673 đô trong vòng 20 năm. Và nếu như 24% mỗi năm thì chúng ta sẽ có 1.182.065 đô. Và nếu như 30% mỗi năm thì với một cái số tiền đầu tư ban đầu là 10.000 đô, chúng ta có 3.841.064 đô trong vòng 20 năm. Ở đây thì chúng ta có cảm nhận thấy một điều gì không ạ? Lãi suất càng cao thì cái vốn hóa của chúng ta tăng càng cao, đúng không ạ? Và hiện tại tập đoàn chúng ta cho phép ký gửi các token chứng khoán của mình trong vòng bao nhiêu 3 năm thì nhận là 38% một tháng, và 2 năm thì chúng ta sẽ nhận gì mỗi năm là tương đương với 30%. Như vậy thì quý anh chị và các bạn có nên phân bổ không ạ? Chắc chắn là nên phân bổ rồi, đúng không ạ? Phân bổ cái danh mục đầu tư của mình ra. Và tiếp theo, chúng ta đi vào nguyên tắc thứ hai. Như vậy là vừa rồi Đoàn đã giúp cho quý anh chị và các bạn hiểu được độc lập tài chính là gì và vì sao chúng ta phải tự do về tài chính. Và muốn tự do về tài chính thì chúng ta phải biết phân biệt tài sản và tiêu sản, và hãy tập trung vào tài sản và tập trung vào phân tích các hạng mục đầu tư để giúp cho chúng ta có các cái hạng mục đầu tư có cái lợi nhuận cao nhất mà đảm bảo an toàn về vốn. Đó là nguyên tắc thứ nhất. Và cái nguyên tắc thứ hai đó là năm yêu cầu. Đây chính là năm điều răn bất biến không thể thay đổi được. Ở trong cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon thì Đào Hằng cũng được biết đến ba quy luật của những người giàu có thành Babylon hàng ngàn năm. Người ta đã biết tìm hiểu và nắm bắt được ba quy luật đó là gì ạ? Một là tiết kiệm 10% chi phí, tiết kiệm 10% thu nhập hàng tháng. Và cái 10% thu nhập hàng tháng này họ đã biết làm đạo quân tiền vàng để đi kiếm tiền cho mình. Và cái quy luật thứ ba đặc biệt quan trọng và thực sự là quan trọng đó là gì ạ? Đi tìm lời khuyên của những người thành đạt trong cái lĩnh vực mà họ muốn đầu tư đó. Đó chính là ba cái quy luật vô cùng quan trọng mà họ đã giúp cho họ từ những người chỉ từ hai bàn tay trắng và những chiếc túi trống rỗng mà đã tạo ra một cái tài sản vô cùng lớn và để lại di sản cho đời con đời cháu. Đó là ba quy luật. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta cũng được năm nguyên tắc, nguyên tắc thứ hai đó là năm yêu cầu. Ở đây chúng ta cũng tiết kiệm 10% đến 30% thu nhập từ thu nhập và kiểm soát thu chi chặt chẽ đối với chúng ta. Đối với tất cả mọi người ở đây thì đang nghĩ rằng chúng ta có bốn khoản thu nhập đã là cao rồi, đúng không ạ? Nhưng chi phí rất là nhiều, không thể đếm được. Nhưng chúng ta cần phải quản lý thu chi chặt chẽ, chúng ta phải biết kiểm soát thu chi trước, đúng không ạ? Tại vì là chi rất là nhiều, chúng ta cần phải kiểm soát phần chi. Để tiết kiệm được nhiều hơn thì chúng ta cần phải kiểm soát phần chi phí. Và thứ ba đó là phải bảo vệ tiền của mình, phải biết trân trọng từng đồng tiền của mình, phải biết yêu thương trân trọng. Tôi biết tôi ngưỡng mộ và tôi trân trọng và biết ơn tất cả những số tiền tôi đã và đang có hiện nay. Đó là tư duy triệu phú. Quý chị và các bạn nhé, lưu ý điều này, phải bảo vệ tiền của mình. Và tiếp theo nữa là học cách đầu tư thông minh, đúng không ạ? Tìm những người thầy giỏi để chúng ta học cách đầu tư theo họ, đó là cái phương pháp thông minh nhất. Và luôn học cách kiếm thêm nhiều tiền hơn. Ok chưa ạ? Đây là năm yêu cầu bất biến
quý anh chị và các bạn nhá, hãy chụp ngay cái năm yêu cầu này đối với đạo hàng. Ngay từ những ngày đầu, đạo hàng cũng chỉ thuộc năm cái yêu cầu, năm cái yêu cầu này, và đã giúp cho đạo hàng thay đổi được tài chính. Tiếp theo, slide tiếp theo, đây là các bảng, đây là bảng kiểm soát chặt chẽ thu chi. Quý anh chị và các bạn chụp lại để cho chúng ta có một cái bảng để chúng ta ghi chi tiết nhé, chi tiết cụ thể rõ ràng để cho chúng ta biết được tháng này chúng ta thu được bao nhiêu và chi bao nhiêu, và tiết kiệm 10% đến 30%. Đó, đây là một cái gì ạ, kỷ luật nhá. Đã gọi là bất biến là nghiêm túc kỷ luật. Tiếp theo, slide tiếp theo, và chúng ta sẽ đi vào nguyên tắc thứ ba là kế hoạch tài chính, đúng không ạ? Vâng, trước khi mà Đào Hằng chưa tham gia vào tập đoàn Niu thì Đào Hằng không biết đến cái điều này đâu ạ. Và chính vì không có một cái kế hoạch rõ ràng về tài chính mà đã làm cho Đào Hằng thực sự rất là bối rối. Chúng ta phải có một cái kế hoạch tài chính rõ ràng. Chúng ta hãy chia cái kế hoạch tài chính của mình ra ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ở đây tập đoàn New của chúng ta cũng đã đầu tư theo đúng những cái đúng nguyên tắc này, đầu tư vào ngắn hạn để thanh khoản nhanh, đầu tư vào trung hạn để có các cái khoản thu nhập thụ động sớm, và cái dài hạn là sao ạ? Cái dài hạn này nó là cái tiềm năng. Chính vì vậy mà tập đoàn New của chúng ta cũng đã chia ra rất là rõ ràng. Ngắn hạn là đầu tư vào crypto, chứng khoán và thương mại vàng. Còn đầu tư vào trung hạn là khai thác mỏ vàng, đá ba gian, rồi thì phim trường, đúng không ạ? Và đầu tư dài hạn đó là công nghệ đường sắt trên cao, bảo vệ hành tinh. Quý anh chị và các bạn có thấy rõ ràng như thế không ạ? Nếu như đúng là như vậy thì hãy cho thật nhiều dấu cộng chat ạ. Và chúng ta có một kế hoạch tài chính là sự đánh giá toàn diện về tình hình tài chính hiện tại và tương lai của một nhà đầu tư bằng cách sử dụng các biến số được biết trong hiện tại để dự đoán dòng tiền, giá trị tài sản và kế hoạch rút tiền trong tương lai. Đó là kế hoạch tài chính. Và khi có kế hoạch tài chính rồi thì chúng ta phải lập kế hoạch tài chính. Lập kế hoạch tài chính là một quá trình liên tục để giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý về tiền, có thể giúp bạn đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Và đối với Đào Hằng thì trong các cái phân bổ về đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với chương trình crypto thì Đào Hằng cũng đã phân bổ rõ ràng là đầu tư ở đây là đầu tư dài hạn. Và tiếp theo, slide tiếp theo. Và tại sao bạn cần phải làm việc đó, đúng không ạ? Phải lập kế hoạch rõ ràng ạ. Bởi vì là khi lập kế hoạch rõ ràng cho mình thì chúng ta sẽ thiết lập vốn cho thu nhập thụ động. Nếu như chúng ta muốn có một nguồn thu nhập thụ động hàng tháng là bao nhiêu thì chúng ta phải thiết lập được cái số vốn đó, đúng không ạ? Và thứ hai là tích lũy cho giáo dục của con cái. Thứ ba là mua bất động sản, xe hơi, mở doanh nghiệp riêng, cung cấp lương hưu và vốn thừa kế. Đây, tại vì chúng ta có một cái ước mơ đó là gì ạ? Tích lũy cho giáo dục cho con cái này. Chúng ta lên kế hoạch mua bất động sản, xe hơi và mở doanh nghiệp riêng, cung cấp lương hưu và muốn di sản lại thừa kế cho con cái. Chính vì vậy chúng ta cần phải lập kế hoạch một cách rõ ràng, tỉ mỉ, chi tiết, đúng không ạ? Và nguyên tắc thứ tư đó chính là đa dạng hóa, không bỏ hết trứng vào một giỏ. Ở đây thì chúng ta phải đa dạng hóa cái danh mục đầu tư của mình ra. Khi mà trước đây khi mà chưa tham gia như thì là không hề biết phân bổ các cái danh mục đầu tư này đâu. Đào Hằng khi tham gia ở đây thì Đào Hằng đã biết phân bổ là đầu tư vào mạo hiểm, đầu tư vào an toàn. Đấy, đầu tư vào lĩnh vực mạo hiểm và đầu tư vào lĩnh vực an toàn. Thì đầu tư vào mạo hiểm thì đầu tư bao nhiêu phần trăm cho rủi ro thấp và bao nhiêu phần trăm cho rủi ro cao.
Và chúng ta phải thực sự phải có kế hoạch kỷ luật đối với cái danh mục đầu tư đa dạng hóa này nhá quý vị và anh chị nhá, chứ không thể bỏ hết trứng vào một giò trước khi mà đào không có kiến thức, đào chỉ bỏ vào một giò thôi, chỉ tập trung vào đầu tư, đó là đầu tư được vào kinh doanh. Và kỹ thuật cho slide tiếp theo đi ạ. Đầu tư vào một lĩnh vực, đó là đầu tư vào kinh doanh, và không kỷ luật bám sát vào kế hoạch đó. Chính vì vậy mà thực sự là đoàn đã bị phá sản vì cái sự không kỷ luật đó. Khi có một kế hoạch, khi lập kế hoạch rồi thì quý chị và các bạn cần phải kỷ luật đầu tư, đúng không ạ? Kỷ luật bám sát vào kế hoạch, cũng giống như đoàn đã từng chia sẻ này, đoàn rất là muốn giảm cân và đã lên kế hoạch giảm cân rất là nhiều lần rồi, nhưng đều phá vỡ kế hoạch, không theo đúng lộ trình. Chính vì vậy mà mỗi một lần giảm cân đoàn lại phải lập lại kế hoạch. Ở đây cũng thế thôi, cũng như trong lĩnh vực đầu tư cũng thế thôi, trong lĩnh vực đầu tư nó còn khắt khe hơn là như thế ạ. Chính vì vậy quý chị và các bạn cần phải kỷ luật nghiêm khắc trong đầu tư, đó là nguyên tắc thứ năm. Và sang nguyên tắc thứ sáu, đó là gì ạ? Không tham lam dẫn đến phá sản. Đây là một cái điều cực kỳ quan trọng quý chị và các bạn cần phải lưu ý. Giống như đào hàng không có một cái kế hoạch rõ ràng, không có một lộ trình rõ ràng gì cả, cứ đầu tư, cứ mang tiền, và khi mà có cái kế hoạch thu thu hồi về thì không thu hồi được, nhưng vẫn lại lao tiền vào đó tiếp. Đó chính là gì ạ? Đã làm cho mình phá sản vì tham lam, vì cứ nghĩ rằng vừa khi nghĩ rằng là mình đưa tiền vào thì nó sẽ giúp cho mình rút ra được cái tiền kia. Cái đó mình phải nghiêm túc kỷ luật. Khi mà cảm thấy có vấn đề gì đó rồi thì chúng ta phải dừng ngay lại, không thể tiếp tục được, đúng ạ? Và nguyên tắc thứ bảy đó chính là gì ạ? Luôn luôn phải giáo dục phát triển bản thân. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Phát triển bản thân là chìa khóa dẫn đến thành công, và chúng ta giáo dục liên tục sẽ dẫn đến thành công liên tục. Chính vì vậy chúng ta phải thường xuyên đầu tư vào giáo dục. Đầu tư vào giáo dục chính là đầu tư cho chúng ta. Giáo dục thì không bao giờ mất đi, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ chúng ta sở hữu một ngày nào đó cũng sẽ mất đi, nhưng đối với giáo dục thì không bao giờ mất đi. Và ví dụ như Donald Trump, một người đã phá sản rất là nhiều lần, nhưng ông ấy có một cái nền tảng giáo dục rất là tốt. Chính vì vậy mà chỉ sau một năm thôi, ông đã gây dựng lại cơ đồ. Và cũng như Andre của chúng ta cũng vậy, sau một năm tài sản của ông ấy tăng lên gấp 2-3 lần. Chính vì vậy chúng ta cần phải phát triển bản thân và giáo dục liên tục. Đó là cái điều mà Đào Hằng cũng chính Đào Hằng cũng đã trải qua, và Đào đã cảm nhận đây là một cái gì ạ? Đây là một cái nguyên tắc vô cùng quan trọng. Và cái nguyên tắc thứ tám đó là gì ạ? Luôn luôn nhân lợi nhuận đầu tư lên, đúng không? Tạo thêm nhiều nguồn thu nhập. Đây sẽ giúp cho chúng ta trở thành những người dòng tiền vận hành của những người giàu. Chúng ta có nhiều nguồn thu nhập. Khi có nhiều nguồn thu nhập rồi, chúng ta lại trích các cái nguồn thu nhập của đó, trích ra 10 đến 30%, chúng ta lại gia tăng cái tài sản và cái số vốn đầu tư để gia tăng cái lợi nhuận đầu tư lên. Và đây Đàm đã chia sẻ tới quý chị và các bạn 8 nguyên tắc đầu tư, 8 nguyên tắc đầu tư của một nhà đầu tư tư nhân. Và Đàm cam kết với quý chị và các bạn rằng nếu như quý chị và các bạn nghiêm túc kỷ luật với 8 nguyên tắc này thì tiền của quý chị và các bạn sẽ luôn luôn đi kiếm tiền cho quý chị và các bạn. Và tiếp theo sau đây thì Đàng sẽ chia sẻ cho quý chị và các bạn về kỳ quan thứ 8 của thế giới, trong thế giới tài chính. Đây là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Và chúng ta sẽ làm bài tập và sẽ cảm nhận nhé. Kỳ quan thứ 8 đó chính là gì ạ? Trong hàng tài chính đó chính là gì ạ? Lãi kép, đúng không ạ? Đây là một việc cộng lãi vào số tiền gốc của khoản vay hoặc tiền gửi, hay nói cách khác là tiền lãi. Đây là kết quả của việc tái đầu tư tiền lãi chứ không phải khoản thanh toán của họ. Do đó, tiền lãi trong kỳ tiếp theo được tích lũy vào số tiền gốc
cộng với tiền lãi tích lũy trước đó, người ta gọi là lãi kép. Ví dụ như Đào Hằng có 10.000 đô, đúng không ạ? Và tháng này Đào Hằng nhận 1%, 1% đó chính là lãi của 10.000 đô đó. Và 1% này Đào Hằng lại ký quỹ tiếp và cái 10.000 đô kia nó vẫn ra lãi và cái 1% này nó lại ra lãi tiếp. Thì đây chính là lãi kép. Và tí nữa chúng ta sẽ đi làm một cái bài tập vô cùng tuyệt vời mà Đào Hằng đã cảm nhận từ từ khi tham gia vào như được học Master of Fee. Khi Andre cho Đào Hằng làm cái bài toán đó là ngộ ra là ô, hóa ra đây là một cái công thức rất là đơn giản, nhưng mà mình không biết từ 1 đô thôi ạ, chúng ta có thể tạo ra 1.000.000 đô. Tuyệt vời không ạ? Nếu cảm thấy tuyệt vời thì cho thật nhiều dấu cộng vào một chat ạ. Đang xin phép được uống nước. Vâng, cảm ơn anh Minh Cơ, cảm ơn Lâm Loan Anh, cảm ơn Đỗ Duy Phương, cảm ơn rất là nhiều. Còn phần lãi lũy kế này, nó dành cho lãi vay. Chính vì vậy mà Đàm không muốn chia sẻ ở đây. Khi vay mà các bạn không trả được đúng ngày là các bạn sẽ bị lũy kế cái lãi đó lên. Và đây là kế hoạch tài chính. Và đây là kế hoạch tài chính và lãi kép. Vâng, rất là rõ ràng. Ở trong cái bảng này thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ lương của một người. Ví dụ, quý chị và các bạn nhìn rất là rõ là ví dụ lương của một người 100, mình đọc là 100 đô đi. Và hàng tháng tiết kiệm 10%, đó là 10 đô đúng không ạ, trên một tháng. Với lãi suất 8%, thì sau 10 năm, cái số tiền này nó sẽ tăng lên bao nhiêu, đúng không ạ? Đây chính là lãi kép với 10 đô, đúng không? 10 đô tháng này ký gửi xong rồi tháng sau lại ký gửi tiếp 10 đô nữa, mỗi tháng trích ra 10 đô. Và sau 10 năm chúng ta có một cái số vốn hóa đó là bao nhiêu ạ? 1.384.019 đô. Quý chị và các bạn có cảm thấy kinh khủng và tuyệt vời không ạ? Nếu như với một cái số lương 100 đô, quý chị và các bạn nhìn đi, 100 đô nó chỉ là 2.400.000 thôi, đúng không? Nó chỉ là 2.400.000 thôi và gửi vào có 240.000 thôi, đúng không ạ? Mà sau 10 năm với một cái lãi suất là 8% một tháng thì chúng ta sẽ tạo ra một cái vốn hóa là 1.384.019. Vậy thì đối với một người đến lương là 200 đô, 300 đô, 400 đô, 500 đô và 500 đô với mức lãi suất khác nhau 8% và 10% thì sẽ có cái vốn hóa khác nhau khủng khiếp, đúng không ạ? Với mức lương là 500 đô nó rơi vào hơn 10.000.000 đô ạ. Và tiết kiệm được 30%. Nhưng với lãi suất là 10% một tháng thì sau vòng trong 10 năm thì anh ta có bao nhiêu ạ? 152.968.313,5 đô. Quý chị và các bạn có cảm thấy vô cùng tuyệt vời không ạ? Nếu cảm thấy tuyệt vời thì hãy cho thật nhiều dấu cộng vào một chat, và ngay từ bây giờ, ngay từ ngày hôm nay, hãy tiết kiệm, quản lý thu chi chặt chẽ và tìm cái công cụ để gia tăng nhanh nhất có thể. Vâng, cảm ơn Phùng Nguyệt, cảm ơn Lâm Lan, cảm ơn Nguyễn Đỗ Di Phương, cảm ơn anh Nguyễn Minh Cơ, một người anh tuyệt vời, luôn luôn đồng hành và cổ vũ cho Đào Hằng, cảm ơn rất là nhiều. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ đi vào bí mật vốn hóa và làm thế nào từ 1 đô để trở thành 1.000.000 đô. Cơ bản của vốn hóa Đào Hằng đọc trên slide nhé. Thuật ngữ vốn hóa xuất phát từ ngôn từ vốn, do đó sẽ rất hữu ích khi hiểu được ý nghĩa của từ vốn. Tập đoàn New của chúng ta năm 2014 với một số vốn là 26.000 đô. Quý chị và các bạn có hay nghe đến cái từ đó không ạ? Nếu hay nghe đến từ đó thì hãy cho thật nhiều dấu cộng vào một chat ạ. Với 26.000 đô là vốn. Thuật ngữ vốn theo kiến thức kế toán nghĩa là vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Vâng,
Học viện đầu tư tư nhân của chúng ta sở hữu 26.000 đô. Okay. Giá trị dòng có nghĩa là tài sản trừ đi nợ các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ vốn, có nghĩa là tất cả tài sản tích lũy được sử dụng để sản xuất thêm của cả giá trị dòng cũng được gọi là giá trị ghi sổ hay vốn cổ phần. Tiếp theo, slide tiếp theo đi bạn kỹ thuật ơi. Và đây, ở đây thì có một cái biểu đồ như thế này, quý chị và các bạn nhìn sẽ rõ hơn về phần vốn hóa. Còn khi đọc đấy, nghe cái khái niệm nó hơi trừu tượng một chút đúng không ạ? Ở đây ví dụ một ngày với chúng ta tiết kiệm 1 đô trên một ngày và trong vòng 30 ngày chúng ta sẽ tiết kiệm được 30 đô đúng không ạ? Và với 30 đô này chúng ta nhân với 30 năm thì chúng ta có một cái số tiền đó là 10.800 đô. Nếu như chúng ta chỉ không đầu tư và chúng ta cứ để đó thì chúng ta chỉ có 10.800 đô thôi. Đúng không ạ? Và chúng ta nếu như cái 10.800 đô này, nếu như chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ có một cái vốn hóa như thế nào nhé quý chị và các bạn nhé. Đây, nhưng nếu sau 30 ngày bạn đầu tư 30 đô với lợi nhuận 12% một năm thì vốn hóa của chúng ta sẽ là bao nhiêu? Ở đây, sau 5 năm thì chúng ta sẽ đạt là 2.450 đô. Sau 10 năm là sẽ là 6.901 đô. Sau 15 năm sẽ là 14.987 đô. Và sau 20 năm chúng ta sẽ có một cái số vốn là 29.677 đô. 25 năm là 56.365 đô. Và sau 30 năm, ok chưa ạ? 30 năm thì chúng ta sẽ có một cái số thu nhập vốn đó là 105.897 đô. 105.897 đô là chúng ta sẽ trừ đi cái vốn đầu tư đó là 10.800 đô thì chúng ta sẽ ra một cái số vốn hóa đó là 95.097 đô. Quý chị và các bạn có hiểu cái này không ạ? Đúng ạ? Đó cũng chính là cái lợi nhuận, đây gọi là lợi nhuận dòng ấy. 95.097 đô sau 30 năm với một cái số vốn đầu tư là 10.800 đô. Và ở đây chúng ta sẽ đi so sánh giữa hai ông, một ông Peter X và một ông Peter Y, để cho chúng ta biết được là một khoản tiền tiết kiệm của ông X và ông Y sẽ là bao nhiêu vào cuối kỳ. Và thứ hai, lợi nhuận cuối năm 2016 sẽ là bao nhiêu nếu cả hai người đều đầu tư cùng một công cụ với 8% mỗi năm. Cùng một công cụ 8% mỗi năm. Nhưng đối với ông X thì ông đầu tư từ năm 1986, tiết kiệm 200 đô. Mỗi một tháng ông tiết kiệm 200 đô. Và sau 30 năm tiết kiệm thì ông ấy có bao nhiêu tiền đúng không ạ? Và với ông Y thì đầu tư từ năm 1996, có nghĩa là sau 10 năm. Nhưng ông ấy phải tiết kiệm là 400 đô. Và sau 20 năm thì ông tiết kiệm được bao nhiêu? Và đi theo vào cái slide thứ hai thì chúng ta sẽ nhìn rất là rõ. Ở đây chính là cái biểu đồ của ông Peter X. Với cái số tiền mà ông ấy đầu tư 200 đô mỗi một tháng và sau 30 năm thì ông ấy có một cái số tiền là 200, đây là số tiền vốn này tạo ra này là 281.000 đô. Và như vậy là ông ấy đã tạo ra một cái vốn hóa là 281.000 đô này trừ đi 72.000 đô này thì sẽ ra cái số vốn hóa. Và ông Peter Y với một cái số tiền là tiết kiệm 400 đô một tháng nhưng ông ấy đầu tư sau 10 năm đúng không ạ? Và ông ấy chỉ đầu tư trong vòng 20 năm thôi thì ông ấy sẽ tạo ra một cái số tiền đó là 227.000 đô. Kỹ thuật cho slide tiếp theo để cho mọi người cùng nhìn thấy rõ cái bài toán này đúng không ạ?
Ở đây quý anh chị và các bạn nhìn rõ, rất là rõ đúng không, cái biểu đồ của ông Peter X này với một cái số tiền đầu tư cho toàn kỳ là 72.000 đô trong vòng 30 năm, và số tiền đầu tư thu nhập bằng với số thu nhập vốn là 72.000 cộng với 209.000 thì ra 281.000, thì vừa rồi thì đang đã trừ ngược rồi đúng không ạ, và sẽ ra một cái số vốn hóa là 209.000 từ chính 281.000 trừ đi 72.000 này, gọi là số vốn hóa. Và slide tiếp theo của ông Peter X đi ạ. Ở đây ông X với số đầu tư toàn kỳ trong vòng 20 năm là 96.000 đô. Như vậy là ông ấy đầu tư số tiền lớn hơn đúng không ạ? Và số tiền đầu tư cộng với thu nhập bằng thu nhập vốn là 96.000 đô cộng với 227.000 đô bằng 323.000 đô. 323.000 đô này trừ đi 96.000 đô thì ra 227.000 đô. Như vậy là cái số tiền lớn và đầu tư vào trong thời gian ngắn thì sẽ được ít hơn đúng không ạ? Còn với số tiền nhỏ đầu tư vào thời gian dài thì sẽ được số vốn hóa sẽ tăng cao hơn đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta hãy lên kế hoạch cho mình đi ạ. Hãy đầu tư ngay từ bây giờ đi ạ, đúng không ạ? Hãy giúp cho chúng ta có một cái nguồn thu nhập tốt nhất để được nghỉ hưu sớm. Chỉ bằng những công thức này thôi sẽ giúp cho chúng ta với một cái số tiền 1 đô sẽ tạo ra 1 triệu đô. Và nếu như những em sinh viên mới ra trường hãy áp dụng ngay cái công thức này. Còn đối với những người lớn tuổi rồi, hãy xác định cho mình 10 năm, 20 năm nữa thì chúng ta có 1 triệu đô thì chúng ta cần phải tiết kiệm bao nhiêu tiền trong 1 tháng đúng không ạ? Và đây chính là cái bảng tính vốn hóa của lãi với tỷ lệ 12%, 24%, 36% mỗi năm hoặc tùy theo mong muốn cho thu nhập hàng năm theo phần trăm với các điều kiện sau. Bạn đầu tư mỗi tháng 100 đô trong vòng 30 năm. Với một cái số tiền đầu tư đó là 100 đô trong vòng 30 năm nhưng với tỷ lệ lãi suất khác nhau thì nó sẽ ra kết quả khác nhau. Và đang mong muốn quý anh chị và các bạn hãy về vào Excel, và Excel ai mà biết làm Excel thì hãy làm ngay cái bài toán này giúp cho làm nha. Với một cái số lương là 1.000 đô và chúng ta tiết kiệm 100 đô mỗi tháng thôi, có nghĩa là 2 triệu tư đúng không ạ? 2 triệu tư này sẽ giúp cho chúng ta gia tăng được bao nhiêu tiền sau 30 năm. Đây là chúng ta sẽ tính lãi kép nhé. Nếu như gửi với lãi suất 12% thì được bao nhiêu, 24% thì được bao nhiêu và 36%. Hiện tại tập đoàn của chúng ta đang có những cái mức tỷ lệ phần trăm như thế này. Quý chị và các bạn hãy tìm hiểu và áp dụng ngay ngày hôm nay đi nhé. Và hãy làm bài tập này ngay cho là hằng, bởi vì cái bài tập này sẽ giúp cho quý chị và các bạn nhìn thấy rõ cái bức tranh của mình và lên kế hoạch cho mình. Tiếp theo, slide tiếp theo đi bạn kỹ thuật ơi. Và chúng ta phải làm gì tiếp theo để sống một cuộc đời hằng mong ước trong 3 tháng đúng không ạ? Như vậy là Đào Hằng đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn 8 nguyên tắc đầu tư của nhà đầu tư thương nhân, đã giúp cho quý anh chị và các bạn biết vận hành cái dòng tiền của mình từ dòng chảy của người nghèo sang dòng chảy của người nghèo, người trung lưu sang dòng chảy của người giàu đúng không ạ? Và giúp cho các anh chị biết biết được các cái hạng mục đầu tư và giúp cho các anh chị biết được lên kế hoạch, lập kế hoạch tài chính cho mình ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Và cái số tiền tiết kiệm được đó đừng bao giờ đánh mất vận may của mình, hãy chia ra đa dạng hóa, các ngành nghề ra, đầu tư vào mạo hiểm, chúng ta cũng phân ra đầu tư mạo hiểm rủi ro thấp, rủi ro cao và đầu tư vào an toàn, ok, để đảm bảo làm sao ạ, gia tăng cái tài sản của mình với một cái số tiền rất là nhỏ thôi, từ những cái đồng lương rất là nhỏ thôi. Hãy tiết kiệm, hãy kỷ luật và hãy áp dụng thực hành ngay cái điều đó. Và tiếp theo để làm gì ạ? Để sống một cuộc sống hằng mơ ước thì chúng ta phải thực hiện ngay những cái điều đó đúng không ạ? Muốn sống một cuộc sống hằng mơ ước là gì ạ? Tự do về thời gian, tự do về tài chính và tự do làm những cái điều mình muốn.
Muốn vậy thì hãy tham gia vào tập đoàn Niu của chúng ta. Bởi vì ở tập đoàn Niu của chúng ta, ngoài được học giáo dục thông qua Học viện Đầu tư Tư nhân, học về phát triển bản thân, học về các cơ hội, học về các cái tư duy về đầu tư và đầu tư về tài chính do các cái nhà, do những người có giảng viên rất là nhiều năm kinh nghiệm, đến 23 năm, và đặc biệt đó là chủ tịch của chúng ta đó. Và thứ hai nữa là chúng ta lại được đồng sở hữu cái danh mục đầu tư crypto mít này. Nó sẽ giúp cho chúng ta, nếu như sở hữu càng nhiều trong cái thời điểm này thì chúng ta càng có lợi và có nhiều các cái khoản thu nhập thụ động từ hoa hồng khách hàng thân thiết, từ cái gì ạ, từ lợi tức chuẩn bị ra sàn, đúng không ạ? Và tiếp theo đó là giá trị tăng trưởng sẽ giúp cho chúng ta có nhiều nguồn thu nhập ở đây. Và một cái điều quan trọng hơn nữa là chúng ta hãy làm gia tăng cái thu nhập của mình bằng cách tham gia vào kinh doanh MLCI. Đây chính là công cụ tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đây là cái điều mà Đào Hằng có một lời khuyên chân thành đến với tất cả quý anh chị và các bạn đang ngồi ở đây. Bởi vì Đào Hằng đã có được những kiến thức này và có những cái sự thành công như ngày hôm nay đó nhờ, chính là nhờ tập đoàn New. Bởi vì ở trong tập đoàn New đó đầy đủ hết những triết lý vô cùng ý nghĩa mà Đào Hằng đã đưa ra cái triết lý đó, nhưng chưa biết hành động như thế nào, chưa có chiến lược cụ thể như thế nào thì tham gia vào đây đang có một cái chiến lược hành động cụ thể, đó là gì ạ? Giúp cho cộng đồng Việt Nam mình có tư duy, có kiến thức về tài chính để làm sao ạ? Để là những nhà đầu tư chủ động, không bị luôn luôn giữ đảm bảo tài sản của mình, không giống như như, như chị Nico Bạch Bạch Cúc nhỉ, vừa rồi có chia sẻ, đi lang thang loanh quanh luẩn quẩn mất mát hết, cuối cùng may mắn về được với Ninh thì đã ngộ ra rằng là tất cả đều phải có kiến thức, và ở đây chúng ta học được những cái kiến thức vô cùng giá trị, và đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc hân hoan hôm nay để chia sẻ những cái kiến thức này tới quý anh chị và các bạn. Và rất biết ơn của đồng Lưu Chủ tịch Andre của chúng ta, và biết ơn tất cả những người đã và đang đồng hành tin tưởng Đào Hằng, và cũng như tin tưởng chủ tịch, tin tưởng đồng Lưu và tin tưởng cộng đồng của chúng ta đã và đang tham gia vào đây. Cảm ơn rất là nhiều. Và hành động của bạn sẽ là gì? Học 8 nguyên tắc của nhà đầu tư, đúng không ạ? Áp dụng các cái nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày của mình, chia sẻ những cái nguyên tắc này với 5 người một cách vô điều kiện nhất quý chị và các bạn nhé. Hãy hân hoan cho đi một cái vô điều kiện nhất, tiếp tục học về thế giới tài chính và bắt đầu tạo lập thu nhập thụ động cho bạn. Vâng, đây là một cái mà Đàng cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Và tiếp theo sau đây thì quý chị và các bạn chủ động tham gia vào các buổi thuyết trình, đó là vào thứ năm có buổi thuyết trình cơ hội và đào tạo về kinh doanh. Ở đây đào tạo về kinh doanh về đề tài đối tác năng động trong sứ mệnh của chúng ta, mẫu hình MLCI của chúng ta, nấc thang sự nghiệp, kế hoạch marketing tới các bậc manager, kế hoạch marketing khuyến mãi, tìm kiếm khách hàng ở đâu, hệ thống kết nối kinh doanh 90 ngày, và 8 tố chất của một nhà lãnh đạo và các bước tiếp theo chúng ta phải làm gì. Quý chị và các bạn thân mến, cảm ơn quý chị và các bạn đã chú ý lắng nghe và tương tác rất là nhiệt tình, giúp cho Đào Hằng có thật nhiều năng lượng để chia sẻ tới quý chị và các bạn. Và tiếp theo sau đây thì Hằng xin được trả lại micro cho MC xinh đẹp Yến Tạo. Xin cảm ơn quý chị và các bạn, hẹn gặp lại, xin chào. Vâng, chúng ta vừa nghe xong phần chia sẻ hết sức tuyệt vời của chị Đào Hằng. Thì qua cái phần 8 nguyên tắc đầu tư này thì với cái lời nhắn nhủ là hãy thực hiện theo đúng 8 nguyên tắc đầu tư này hàng ngày, thì các anh chị sẽ cảm thấy, các anh chị không phải là cảm thấy mà các anh chị sẽ thấy thực sự sẽ thấy có sự đổi trong cái việc mà quản lý tài chính cá nhân. Trước tiên thì tất nhiên là ở đây là sẽ có một số, nhất là những người mà đang còn gặp vấn đề về tài chính, giống như ở trước đây 10 năm đi làm công ăn lương và cũng cứ loanh quanh đầu tháng cuối tháng là hết lương. Đó chính là lý do lúc đó là chưa được học. Nhưng điều đáng mừng là ngày hôm nay Yến không phải rơi và thoát khỏi cái tình trạng đấy, và ngược lại Yến còn biết cách để dùng cái tiền khoản đấy để chia nhỏ các cái mục của mình ra. Bởi vì trước đó thì
chắc chắn là sẽ có những người mà cái khoản thu thì nó chỉ có một hai gạch đầu dòng thôi, nhưng mà cái khoản kia thì nó sẽ rất là nhiều đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên với ở đây tất cả những cô chú và anh chị em rất quan trọng hãy thực hiện đúng 8 nguyên tắc đầu tư này, thì các anh chị chắc chắn cam kết với các anh chị là tài sản của anh chị sẽ được tăng lên. Và qua cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta hãy một lần nữa hãy dành thật nhiều dấu cộng vào mục chat để chúng ta biết ơn về phần chia sẻ đào tạo hết sức tuyệt vời của chị Thanh Loan, chị Đào Hằng và phần chia sẻ rất là chân tình mộc mạc của cô Bạch Cúc. Một lần nữa chúng ta hãy gửi những lời yêu thương chân thành nhất đến với tất cả những thông tin kiến thức vô cùng giá trị mà ekip ngày hôm nay vừa mới chia sẻ cho chúng ta. Vâng, ở thời khắc này không chỉ ở Việt Nam mà trên 176 quốc gia trên toàn thế giới cũng đang có chương trình đào tạo như chúng ta ở đây. Như vậy thì qua chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã biết đến cơ hội để đầu tư, biết cách giữ tiền, đầu tư tiền và gia tăng tiền lên của mình mỗi ngày. Yến tin tưởng rằng quý anh chị và các bạn đã nhận ra giáo dục tài chính là rất cần thiết, cảm nhận được sự thành công của chương trình Growth Unit và nhanh chóng nắm bắt cơ hội để được đồng hành cùng với chúng tôi cải tiến nền kinh tế thế giới. Vâng, chương trình của chúng ta đã đến hồi kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả quý anh chị và các bạn trong buổi webinar của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự tương tác nhiệt tình của tất cả quý anh chị và các bạn. Buổi webinar của chúng tôi xin phép được dừng ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn vào buổi thứ năm và thứ ba hàng tuần. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.